Đặng Thị Tị tật cầm và triền bày phong thư Bạc Hồ rú ngườm pha bác bó. Sam phạ phạ rú thung, sam đinh bấu chắc phuối, sam khuổi khuổi lây mưa bé, sam mé mé trắng cả, bền ngườm bác bó, bền khuổi lên ninh, bền phía gác mát. Vằn so bền bươn nhí bác ơi mà, kín nòn du ngườm phía bác bó, cam bút mà chỉ lối dân ơi, kim đồng cắm bỏ phây bây con, việc linh tàng kẻ ơn mỏi cần, bác Hồ phuối đuổi dân bên ấy. Chứ thương cảnh mất nước xiết xa, cần vằn tốc nằm tha rầy rầy, bọn lính căm cái mại tục cần, sống kín đuổi gần dân khó khát. Từ vằn mì đáng bán óc ơi mà, mày hi mát đầy phong à hoa đau ôn, mần mảnh kéo mà cướm mà tòm, nòng anh đầy đùa non nhớ bác, bác Hồ nhắn thăng ca mỏi cần, bác Hồ phuối đuổi dân tên ấy. Kín mà hay chứ mấy chứ có, nhân dân chứ ba cả hồ mãi mãi. Thu Bách trình bày then Đảng hừ là đi nước mùa xuân Vũ Chân tật cầm. Thung lương đà mà ra chèn đâm ngân
tem đa ma ra đi thành là dẫm vật nơi lại phong cảnh di tích trời ở đây đa ma ra tàng bay là nóng lòng then trình bày hết lèo cầm bạc hồ sáng xe cầm của Hoàng Vượng.
Hồng Chuyên và Hoài Thu Cáp hang triển bài Phụt Lằn, Đảng và Dân cầm của Ma Kim Ly. Đảng và Dân cùng bắn mật hứa lâu ảo lắng sông lê đầy mật dân đang băng mây lắng lê bờ dân đuối đang tìm chờ có tố làng à đang băng lượt bỏ tính nhớ lê mà dân đuối đang bằng bia mi lê nằm xuân đinh nhập bói lắm tới lê này nằm mướng hay bỏng khay mỗi tí làng à đảng cộng sản chiến sĩ bay ở lê hứa dân em đang thường của tân lê rằng đẹp dân của thế trắng đến lê mường đảng nghĩa tình điểm thương của lúc làng à dân đang bằng lượt đúc tới ở lê cân mì đang lung lồng phân bao lê hì mì dân đang cây thế mắt lê mèn un khâu chim cờ đen mãi mãi làng à Mã Văn Trực trường bà phong sư son tập bỏng cương bạc hồ cầm của Đồng Thị Tiền. Bóng cương bạc lung trói khắp mường trói bay khóm xi phuồng lung toa lung bên hai xíp hà khao sư mì xin xây xa tàng châu nương lượm lẻo tầng pi on pi xuân lo nghỉ hư nhân dân tặng nước xin xây bàn ở sương bình yên lo hờ tăng son miền hôn hỉ chứ thân bạc hắn thiên hắn thương toàn dân bâu lùm công ơn bạc bạc khăn bạc nhắc nhở toàn dân đoàn kết trương trực đây hở nước gia đình bạc lẻ nước Việt Nam thanh thiếu niên lục lan của bạc bầu lùm đầy tình nghĩa bạc xe đoàn kết bố băn chia dân tộc xây căn trường độc lập mưa lăng nước lầu đầy càng pi càng tiến chứ ơn cần công hiến hở dân
tăng nước luôn chư thân cương bạc. Chương trực hờ nước lượn mắn khen, dân lầu đầy ổn phim mưa nà. Bích Thu trưởng bài then mường lo ân đảng vi quốc quận tật cầm. Nghệ sĩ ưu tú Nông Văn Khang trình bày liền cõi Mì Đảng cầm của Triệu Sinh. Văn ơi con gió khao cơ khói ơ tu ơi liền pin linh chuẩn ở phù khá mơ lòng à nó ơi ơi khâu cắm càng tặc thó mơ chấp ơ kha rư à ơi 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 cần
thư chắc quê ra vẫn ở nơi nó mỹ đang tôi mơ đầy ở thì ở phòng bung trung mỹ thẳng luôn thân xa ơi piót na ơi bộc bô khám qua ở bằng ở thành phía dạ động con anh ở xe máy à nó cần ơi hơ kê hô khảo bay ở dung ơ giang rư à ơi nó ơi em trắng thuyền trường mô hát nà rư sao à ơi châm tâm mạn bió cơ khô nim rư à ơi rập mà ơi ô tô khỉnh thân khá ban nà nó bẹp mà ơi tha liền hành tang ơ tèo ơ lăng mùng khi thương anh ơ anh bệnh mơ à nó ơi à ơi pion tha chùm bung sự mượn ở quý nhật lệ nhật tung khuy nhọn đang ơi à ơi Kim Hân trưởng bài then bạc mà thành đô Hoa Cương Tật Cằm. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng lịch sử ghi rõ chót vinh quang.